Chào bạn, thì trong mấy ngày gần đây mình nhận được rất là nhiều cuộc gọi của khá là nhiều bạn từ Bắc Chí Nam, miền nào cũng có, miền Trung, miền Tây, các kiểu con là điều là đầy đủ hết. Hỏi về vấn đề iPhone 5 mình còn không? Thì đây, mình xin thưa bạn là mình thì không bán iPhone 5 nữa rồi, nhưng mà mình còn iPhone 5 SE. Và mình cũng nêu rõ quan điểm với bạn rằng là iPhone 5 SE là cái iPhone nó có hình dạng giống như iPhone 5 thôi nhá, nhưng nó gọi là 5 SE. Và đây, 5 SE là ở sau lưng máy có thêm chữ SE. Chỗ này đây, các bạn sẽ xem. Có thêm chữ SE nhé. Dưới dòng chữ iPhone có thêm chữ SE ở đây. Và con iPhone 5 SE này của mình sẽ có cấu hình mạnh như là iPhone 6S. Và dĩ nhiên rồi, ngoại hình thì nhìn nó giống như iPhone 5, nhưng các bạn đừng nhầm lẫn nó với iPhone 5 nhé. Và sản phẩm này mình còn rất là nhiều. Thì nhiều bạn cứ hỏi là mình có còn hay không, thì mình cũng xin thưa mình còn rất là nhiều ở đây. Và duy nhất phiên bản Nhật 32GB nha. Có nhiều bạn hỏi xong rồi thì lại cứ hỏi lên bản 64/128. Thì mình xin khẳng định với bạn rằng là mình chỉ còn duy nhất bản 32GB máy mã Nhật. Và do sản phẩm iPhone 5 SE này nó cũng khá lâu đời, giống như sản phẩm iPhone 6 hay 6S hay 6S Plus, nên shop Nhật Nam bán ra cho các bạn với cái tình trạng là bao pin. Chính vì thế đây này, các bạn thấy này, mình vừa là kết hợp cày view là thứ nhất, thứ hai kết hợp luôn để mình đang test máy cho bạn xem có bị sụp nguồn sảng không nhá. Đấy, rất là rõ ràng. Và những máy nào bị sụp nguồn mà khi mà dưới 50 hoặc là 40% pin, dĩ nhiên là mình bao pin cho bạn thì nó phải xài ok ổn định. Đấy, ok ổn định. Còn máy nào bị sập nguồn dưới 10%, dưới 20%, dưới 30% pin mà bị sập nguồn, tức là bị tắt ngang đấy, thì mọi người có thể alo cho mình để đổi máy khác nhé. Ok, đấy là mình bao pin. Và giá bán của mình bao pin cho bạn là sẽ là giá 2,4 triệu đối với sản phẩm màu hồng, màu trắng và màu silver. À, màu gray, màu bạc, tức là như thế này đây. Đây, nói có sách mách có chứng luôn, con này là màu xám lông chuột các bạn nhé. Đây là màu xám lông chuột, 32GB máy mã Nhật rất chất. Giá bán là 2,4 triệu bao pin nha, giá chưa có phụ kiện. Và đây là màu hồng, cũng là 2,4 triệu, giá cũng bao pin, không tính phần trăm pin nữa, mà phải là bao pin xài ổn. Nên mình test thực tế đây, nói có sách mách có chứng, kết hợp cày view luôn, đúng không? 2,4 triệu. Và đây, đây là màu trắng. Màu trắng này mình cũng bán cho các bạn với giá 2,4 triệu. Và cam kết tất cả những máy này là zin nguyên bản và đẹp. Có thể là sẽ thay pin nếu như con nào pin chết bạn nhé. Vì không thay, không xài được làm sao mà bán, đúng không? Rồi, thì và sẽ có cái phiên bản chênh lệch tiền hơn, đó là phiên bản màu gold. Màu gold sẽ thêm 100. Đấy, nó sẽ là 2,5 triệu bạn nhé. Và tất cả sản phẩm này đều là bản 32GB máy chuẩn mã Nhật và bao là máy quốc tế đến trọn đời máy, cũng như khi bán ra bao pin và bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng cho bạn. Đấy, khá là chất. Bạn nào lấy phụ kiện vui lòng cộng thêm 200 cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ nhấn like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đấy, khi đăng ký nhớ nhấn chuông để đón xem được clip mới nhất mình úp lên kênh nhé. Các bạn cứ yên chí, đây này mình test hết tất cả. Đây này mình có test cả iPhone 6S rồi các cái nữa đây. Những cái đời nào mà pin kém rồi là mình phải test thực tế như thế này, chứ không nói suông được các bạn nhé. Không tin tưởng được vào cái phần trăm pin đâu. Cái đó chỉ để mà các bạn tham khảo chơi cho vui thôi nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công. Nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nhé.